12. Tử Yên, Tử Yên, Tử Yên, tiểu thư. Ngươi chỉ mới ở chỗ đại thiếu gia có vài hôm, tại sao ra nông nỗi này chứ? Tử Yên thành ra nông nỗi này chỉ biết tự trách mình thôi. A quàng của ta nghe lén được người hầu của đại thiếu gia nói chuyện với nhau. Chúng nói rằng đại thiếu gia dạo này hay đánh đập và la mắng Tử Yên. Tử Yên nói lời binh vực cho nhị tiểu thư. Trong cơn nóng giận, đại thiếu gia đã... Thật là ác độc. Tử Yên, khi tìm thấy Tử Yên, mình mẩy nàng ấy đều bị thương. Nàng ấy bị bỏ ở mộ chôn tập thể trong cơn nguy kịch. Ta nhận thấy nàng ấy vẫn còn thoi thấp thở, lại cũng từng là a quàng của con, nên ta mới bí mật đưa nàng ấy về lại đây. Tử Yên, thẩm có gọi cho đại phu chưa? Rồi. Nhưng đại phu nói Tử Yên, sao cô lại vì hắn mà phản bội tiểu thư? Cô thật là ngốc quá mà. Phải. Đây là quả báo của Tử Yên. Tiểu thư, nô tỳ hối hận lắm. Đại phu không chịu chấp nhận đứa bé trong bụng của Tử Yên. Tình cảm của đại thiếu gia dành cho Tử Yên chẳng qua chỉ là sự giả tạo. Đến bây giờ Tử Yên mới nhận ra, trên thế gian này chỉ có tiểu thư và Bạch Chỉ. Chỉ có hai người là thật lòng tốt với Tử Yên. Nhưng giờ thì đã quá muộn rồi. Tiểu thư, Tử Yên nguyện kiếp sau, dù có phải làm trâu làm ngựa ở kiếp sau, Tử Yên cũng sẽ đền đáp tấm lòng của tiểu thư. Tử Yên ước mình sẽ lại được ở cùng hai người. Tiểu thư, tiểu thư sẽ tha thứ cho Tử Yên chứ? Ta không trách ngươi. Ngươi nên nghỉ ngơi, lấy lại sức khỏe đã. Tốt quá. Tử Yên, phụ thân cho gọi con sao? Hai người ra ngoài đi. Dân. Phụ thân, vậy là sao? Im đi. Ta không có đứa con như con. Con đã làm gì? Con có biết không? Hiện giờ ai cũng đang dòm ngó con và Lý gia. Lỡ có ai biết con lại khiến thêm một người chết nữa thì sao? Chỉ là một con a quàng thôi mà, có gì lớn chuyện đâu. Hơn nữa, ả ta còn giúp Lý Dị Ương hạ nhục con. Vì ả mà con bị sa bậy của Lý Dị Ương, ả là đứa phản trắc. Sao con phải giữ ả lại? Ả đáng chết mà. Nhưng nàng ta đã có thai, là cốt nhục của con. Chưa biết có phải không, thằng nghịch tử. Phụ thân, những việc này không cần phải phiền đến phụ thân. Mẫu thân lo liệu rồi. Mẫu thân con làm những việc này có khi chỉ làm hại con thôi. Sẽ có lúc khiến con gặp rắc rối. Con nghe đây, nếu còn xảy ra chuyện như thế này, con hãy cút khỏi Lý gia đi. Ta không có đứa con này. Phụ thân, ra ngoài đi. Cút. Thằng nghịch tử. Tỷ nhìn cá trong hồ kìa. Tỷ còn buồn chuyện Tử Yên sao? Theo đệ thấy,
Tử Yên phản bội chủ nhân mới có kết cục như vậy, là do nàng ta tự chuốc lấy. Tỷ và nàng ấy đã cùng nhau trải qua nhiều sóng gió, giờ đây nàng ấy có kết cục thế này, tỷ thấy buồn lắm. Tỷ đừng buồn quá. Mẫn Phong, Mẫn Phong, sao con có thể nói năng với phụ thân con như thế? Con bao giờ tạ lỗi với phụ thân đi? Tạ lỗi ư? Con làm gì sai chứ? Mộ thân muốn con tiện tề đó sinh con cho con hay sao? Ả ta làm hỏng kế hoạch của ta, ả ta chết là đáng. Còn nhiều cách xử lý khác, con không nên tự mình nhúng tay vào. Cứ nhìn ả đó là gợi cho con nhớ cái gì con phải chịu thua Lý Dị Ương. Con hối hận đã không sớm giết ả ta. Mẫu thân, lo liệu xong hết chưa? Ta lo liệu xong xuôi rồi. Từ giờ con đừng hành động nông nổi nữa. Ta còn chưa đủ lo cho con sao? Xin mẫu thân cứ an tâm, con là con trai duy nhất của phụ thân, làm sao phụ thân lại không lo cho con? Mẫu thân cứ chờ xem, không lâu đâu con sẽ lại được phục chức thôi. Con vẫn đường đường chính chính là đại công tử nhà họ Lý thôi. Được rồi, mẫu thân đừng giận, con đưa mẫu thân về nghỉ ngơi. Tỷ có nghe không? Đến hổ dữ không ăn thịt con. Ai ngờ tên Lý Mẫn Phong lại nhẫn tâm hại chết cốt nhục của mình. Đúng là thua cả cặn bã. Nhưng điều hắn nói cũng đúng. Hắn là con trai duy nhất của đại bá phụ, còn được sức dân gia chống lưng cho. Sớm muộn gì hắn cũng sẽ trở lại thôi. Đệ nghĩ là không lâu nữa đâu, hắn sẽ lại đường đường chính chính là đại công tử nhà họ Lý. Đường đường chính chính, sẽ có ngày hắn đường đường chính chính, nhưng là đường đường chính chính thân bại danh liệt. Phu nhân, đứng dậy, đừng có thất thểu vậy, đừng có như vậy nữa. Nhưng giờ đây cả Bình Thành đều đang ca ngợi ả ta, họ lại còn cười chê con. Con chẳng còn mặt mũi nào gặp ai, con chỉ được tới đó thôi sao? Sao lại có đứa con gái vô dụng như thế này? Mẫu thân, đã lỡ bước sai chân thì hãy biết rút kinh nghiệm. Tối nay sẽ có vô số các quan thần và nhà quyền quý đến dự tiệc để chúc mừng Lý Dị Ương trở thành An Bình quận chúa. Nếu con không đến dự thì từ giờ con hãy cứ đứng nhìn nó hả hê chiến thắng đi. Con cam tâm sao? Trường Lạc, nếu con không chấp nhận chịu thua thì con phải cố gắng chịu ngậm đắng nuốt cay. Lại đây, Trường Lạc, mau sửa soạn đi. Mẫu thân muốn con phải thật lộng lẫy trong bữa tiệc ngày hôm nay. Vào những dịp thế này, con lại càng phải trông thật xinh đẹp. Các vị phu nhân xin cứ tự nhiên, mời dùng trà. Được, trà cực phẩm đấy. Có phước quá. Ta nghe nói Tam tiểu thư rất hiền hậu, thuộc đức, lại rất có cốt cách. Hôm nay quả thật là tận mắt chứng kiến Tam tiểu thư đã can đảm bênh vực cho quận chúa trước mặt Thái tử phi và các vị điện hạ, rất có chứng kiến. Khí chất và lòng gan dạ đó hiếm nữ nhi nào có được. Các vị phu nhân nói quá rồi, thường như chỉ làm việc nên làm thôi. Đại tiểu thư, đại phu nhân, vậy sau đó là đại tiểu thư Lý gia, hôm nay mới được chiêm ngưỡng nhan sắc, khó ai sánh được đó. Đích thị là đệ nhất mỹ tử của Bình Thành mà. Nhìn khuôn nhan nhỏ nhắn ấy xem, thật là diễm lệ, thật đáng kinh ngạc. Này, qua đó xem đi. Đại tiểu thư, mới không gặp có vài hôm mà trông cô lại càng xinh đẹp hơn rồi. Phải, đẹp như mỹ nhân họa từ trong tranh vậy, thật khó tin vào mắt mình. Đúng vậy, trong Bình Thành này có ai sánh được với vẻ đẹp của đại tiểu thư đây. Đúng vậy, đại tiểu thư đúng là có vẻ đẹp thu phục lòng người. Giờ thì còn ai quan tâm tới bình an quận chúa? Nữ nhi hơn nhau không phải ở tài trí mà là ở sắc đẹp. Trường Lạc con ta xứng đáng có được mọi thứ trên thiên hạ.
Đại phu nhân nuôi dạy tiểu thư tốt quá. Đúng vậy, bọn ta được thừa hưởng những tinh hoa của sức dân gia. Nghe nói đại tiểu thư chơi đàn tranh rất giỏi. Thật sao? Trường Lạc cướp tâm điểm rồi. Phải, Trường Lạc được học nhạc lý từ nhỏ. Mẫu thân, con đi tìm dì Ương tỷ đây. Tài sắc vẹn toàn mà, đệ nhất tài nữ. Đúng vậy. Nói phải lắm. Phim được thuyết minh bởi Aramat Quasi TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Quận chúa. Ta đã cứu mạng điện hạ. Chúng ta hòa nhau rồi. Hoa đào nở rộ, sắc nước rạng ngời. Nghe bảo điện hạ dạo gần đây rất bận, không ngờ lại có thì giờ để trêu chọc ta. Nữ nhi thông minh là một cái phúc, nhưng nữ nhi mà miệng lưỡi sắc bén quá thì không còn là khả ái nữa đâu. Điện hạ không cần phải bận tâm gì ta. Chị Ưng tiểu thư quả nhiên không biết sợ. Là do bản dương quá đường đột, xin tiểu thư đừng để bụng. Ta đâu dám nhận câu này của điện hạ. Buổi tiệc sắp bắt đầu rồi, cho phép ta đưa điện hạ đến chỗ tiệc nhé. Cô nóng lòng muốn thoát khỏi bản dương vậy sao? Sao hả? Bản dương hạ mình để tiếp cận cô, chẳng phải cô nên thấy vui mừng sao? Điện hạ là người rất khó nắm bắt. Điện hạ trò chuyện với ta hẳn sẽ thấy rất vô vị. Ta xin phép cáo luôn. Bản dương không thấy quận chúa vô vị. Ngược lại, bản dương thấy quận chúa đây rất thú vị nữa. Dì Ương, tỷ làm gì ở đây vậy? Mọi người tìm tỷ nãy giờ. Bái kiến điện hạ. Sao là Lý thị về? Lý thị về đã quen với vị trí mới của mình chưa? Hạ quan chỉ cố hết sức làm tốt bổn phận mình thôi. Phải rồi, quan khách tới đông đủ rồi. Điện hạ, nếu không còn việc gì nữa, hạ quan xin dẫn dì Ương đi trước. Từ từ đã. Mận Đức, tỷ và Nam An Dương thân thiết nhau lắm sao? Sao lại trò chuyện vui vẻ thế? Để thấy tỷ và điện hạ trò chuyện vui vẻ lúc nào? Để có thấy. Cũng may là để tới đúng lúc. Tỷ đang không biết làm sao để thoát khỏi điện hạ. Dì Ương, tỷ lắng nghe kỹ lời đệ nói. Mấy tên hoàng tử đó đều rất quỷ quyệt, không xem mạng người ra gì đâu. Tỷ phải thật cẩn thận. Sao tỷ lại nhìn đệ? Tỷ thấy lạ lắm. Đệ cứ gọi tỷ là dì Ương suốt, cứ mở miệng ra là gọi. Đệ quên rằng tỷ là tỷ tỷ của đệ sao? Phải rồi. Từ khi tỷ trở về phủ, đệ chưa khi nào xưng hô đàng hoàng với tỷ cả. Vậy tức là sao? Đệ coi thường tỷ sao? Đúng rồi còn gì nữa. Tỷ lúc nào cũng khiến người khác phải lo. Vậy thì làm sao mà gọi là tỷ tỷ được? Này, đại sảnh ở hướng kia. Đệ không tới đó đâu, tỷ đi một mình đi. Nghe nói dì Ương tiểu thư lớn lên nơi dân dã, không biết phép tắc là gì. Gái quê thì đâu có được học hành bài bản gì về cầm kỳ thi họa, cũng không biết lễ nghi gì cả. Ta mà là Lý Thượng Thư sẽ đem giấu đứa con sơ này. Nếu không, ta sẽ bị nó làm bẻ mặt trước mọi người mất. Dù là vậy, giờ thì nàng đã là An Bình quận chúa rồi. Nghe nói hoàng thượng rất khen ngợi nàng ta. An Bình quận chúa à? Không có đất phong, cũng không ai kính nể, thì làm được quận chúa gì chứ?
Hoàng thượng chỉ khen nàng ta vài câu vì nể mặt Lý Thượng Thư thôi, chỉ là một con a đầu. Những buổi tiệc thế này, nàng ta nên cáo mặt là phải đấy, đỡ phải tự chuốc thêm nhục nhã. Tiểu thư, bọn họ thật quá đáng. Đúng vậy, An Bình quận chúa tới. Đó là An Bình quận chúa sao? Sao nhìn không giống gái quê gì cả? Có nhầm lẫn gì sao? Nhìn nàng ta ra dáng tiểu thư đài cát mà. Dị Ương kính chào phụ thân, miễn lễ. Đây là dị Ương con gái ta. Dị Ương, con mau chào nhị vị đại thần đây đi. Dị Ương kính chào các vị đại thần. Nam An Dương đến. Miễn lễ. Thần xin bái kiến Nam An Dương. Bái kiến Nam An Dương. Đông Bình Dương đến. Cao Dương Dương đến. Bái kiến Điện Hạ. Sao lại tới đây? Lý Phủ đang mở tiệc ăn mừng cho Lý Dị Ương, bản vương sao lại vắng mặt được chứ? Còn con thì sao? Sao con lại có thể tay không đến dự buổi tiệc dù thế này được? Đa tạ Cao Dương Dương Điện Hạ. Đó là quà từ Thái Tử Phi, ta mong quận chúa sẽ thích. Đa tạ Thái Tử Phi nương nương. Sao buổi tiệc vui như vậy lại không có tiết mục biểu diễn gì cả? Việc này là do chủ ý của dị nương. Ngoài kia vẫn còn nhiều bá tánh đang phải chịu khổ vì cơn lũ, nên dị ương không có tâm trạng để sắp đặt tiết mục nào cả. Hy vọng các vị điện hạ sẽ hiểu cho. Dị ương đã tự bày biện một buổi thả đèn hoa sen. Sau khi dùng tiệc, ta sẽ cùng thắp đèn cầu nguyện. Hy vọng sẽ nhân dịp này mà cầu phúc cho bá tánh. Không biết các vị ở đây có đồng tình không? Được. Quận chúa yêu dân, ý kiến hay, ý tưởng hay lắm. Thay cho những tiết mục nhàm chán thường lệ, ý tưởng này thật sự rất tinh tế và có ý nghĩa. An Bình quận chúa thật rất có tâm. Đây. Điện hạ. Trường Lạc đã khiến điện hạ thất vọng, có phải không? Thất vọng? Ý cô là dù kế sách cứu nạn sao? Xin lỗi điện hạ, ta không cố tình làm vậy. Trường Lạc cô nương, đừng xin lỗi. Thêm nữa, ta có thấy thất vọng gì đâu. Từ đầu đã không có hy vọng thì sao lại có thất vọng được chứ? Cầu cho tất cả bá tánh vô tội chịu nạn lũ sẽ được sống kiếp sau an lành, hạnh phúc. Tiểu thư, nhìn kìa, đèn lồng của tiểu thư và Cao Dương Dương cứ quấn lấy nhau, chúng dắt nhau trôi đi xa rồi.
sang đó xem. Đi nào, ra bờ sông xem. Nam An Vương Điện Hạ, Điện Hạ đã tìm được chiếc đèn nào vừa ý chưa? Không biết Điện Hạ có thích chiếc đèn trên tay Thường Như không? Thì sao là Thường Như cô nương? Vậy là Điện Hạ nhận ra Thường Như. Cô đã dám lên tiếng bình giật cho dì Ương trước mặt Thái Tử Phi, khiến người khác phải ấn tượng. Vậy ra vì việc đó mà Điện Hạ mới nhớ tới mình. Thường Như tiểu thư sao vậy? Điện Hạ, chiếc đèn này. Đa tạ nhà ý của Thường Như tiểu thư, nhưng bản Dương không tin vào cầu nguyện. Bản Dương không làm mất hứng của cô. Điện Hạ không nhớ tới Thường Như vì những chuyện trước đó nữa sao? Này, cái gì kia? Đó là... Gì vậy? Phải, có chuyện gì? Cái gì vậy? Đó là... Chuyện gì vậy? Vậy là sao? Tiểu thư, có phải là người không? Vậy là sao chứ? Đó là Tử Yên. Là Tử Yên đó. Tử Yên làm gì ở đó vậy? Không thể nào. Sao ả ta lại ở đây được chứ? Đại ca, sao tự dưng Tử Yên lại vô cớ tự cấp tiểu đời mình vậy? Chỉ là một a hoàng tự tử thôi, sao liên quan tới Mẫn Phong? Sao lại có chuyện này xảy ra? Người đâu? Mau kéo nàng ta vào. Vâng. Tự Yên trước đó vẫn khỏe mạnh, sao bỗng dưng là chết rồi? Đại ca, Tự Yên là thiếp của huynh, nàng ấy tự sát mà lại không liên quan tới huynh sao? Chưa có chính thức đã lập thiếp sao? Con trai Lý Thượng Thư thật là ngốc. Đúng đó, dì Ương hẳn là con nhầm lẫn rồi. Tự Yên chỉ là a hoàng, sao làm thê thiếp được chứ? Vì nàng ấy đã mang cốt nhục với đại ca mà, hắn ta còn chưa thành thân mà đã làm con gái người ta có thai sao? Thật đáng xấu hổ. Ai ngờ hắn ta lại làm chuyện xấu hổ vậy chứ. Đây là một buổi tiệc vui, vậy mà giờ lại bị đứa đầy tớ vô học cá bỉnh. Còn chưa lôi ả đi sao? Dân, mọi người nhìn xem, hai tay nàng ấy chằng chịt các vết sẹo. Đáng sợ quá, chắc là bị tra tấn rồi. Thật là tội nghiệp. Việc này lý ra nên để thiếu gia xử lý, nhưng có vẻ cách xử lý này có hơi... Đại ca, dù nàng ấy chỉ là thiếp của huynh, huynh không nên đối xử như vậy. Mụ dám nói, ngài dám mạo phạm quận chúa thì đừng hòng ta để yên cho. Lý phủ là nơi có vẻ thật náo nhiệt, sao còn chưa đưa ả ta đi? Dòng linh Tử Yên vẫn còn ở đây. Huynh có dám thề trước những ngọn đèn hoa sen rằng cái chết của Tử Yên không liên quan tới huynh không? Chỉ là một con a hoàng chết, sao bắt huynh chịu trách nhiệm? Chạy đi. Gì vậy? Ôi trời, việc này có vẻ không đơn giản đâu. Hắn chắc chắn có liên quan tới cái chết của a hoàng đó. Thật đáng hổ thẹn cho Lý Thượng Thư. Tiểu thư, mọi thứ chuẩn bị xong rồi. Diêm tiêu được đặt vào nến rồi. Khi nến tan chảy, đèn hoa sen sẽ được thắp sáng. Khi đó các tia lửa từ trong đèn sẽ bốc khói. Tử Yên chết thảm quá, ta phải vạch mặt Lý Mẫn Phong trước tất cả mọi người để trả thù cho Tử Yên mới được. Lý Mẫn Phong, người đã gây nên biết bao tội ác, ta sẽ giải quyết với người tất cả những tội ác trước giờ một lần luôn. Thái Tử Phủ. Tại sao dù ta đang rất giận cô, nhưng vừa thấy
kẻ muốn bắt nạt cô, thì ta lại không kìm được ý định bảo vệ cho cô vậy? Làm thế nào mà chỉ một ánh nhìn của cô đã xua đi hết mọi âu sầu trong ta? Điện hạ, đã khuya rồi, sao người còn chưa ngủ? Thừa Đức, người đã từng yêu ai chưa? Sao điện hạ lại hỏi thần việc này? Chưa từng. Vậy ngươi có từng thích ai hay được ai đó thích chưa? Chưa luôn. Vậy là những chuyện nam nữ thần chưa từng biết đến. Vậy sao ngươi dám thắng được tâm ý của nữ cho ta nghe hả? Ngươi suýt nữa hại ta rồi. Thần làm hại ai chứ? Thật là vô lý. Thần Liễu Ngọc khởi tấu, xin bệ hạ hãy hạ chỉ điều tra Lý Mẫn Phong. Lý Thượng Thư, tranh nuôi dạy con trai giỏi lắm. Bệ hạ, bên ngoài thì hắn dơ dép, gia quy hiếp bá tánh đang chịu nạn lũ. Bên trong thì hắn tàn nhẫn và độc ác, đánh đập cả thê thiếp đang mang thai. Cả Bình Thành đều biết chuyện cả rồi. Thần biết tội, thần không biết cách dạy con. Xin bệ hạ hãy xử phạt thần. Cả con nữa, con đã tiến cử hắn, con hãy giải thích đi. Phụ hoàng bớt giận, nhi thần biết tội. Từ hôm nay, Lý Mẫn Phong sẽ bị đưa đi lưu đày. Không có lệnh của trọng, hắn không được bước chân về Bình Thành. Trước kia ta tiến cử Lý Mẫn Phong với phụ hoàng vì nể tình Lý Thượng Thư, và cũng để tìm một trợ thủ cho ta. Ai ngờ lại xảy ra chuyện này chứ. Thật ra giết một A Hoàng đâu phải chuyện gì to tát, chỉ là không may lại bị đem phơi bày trước mặt nhiều người. Thần thật sự không hiểu, Lý thiếu gia đâu phải hạng người bất cẩn, sao để xảy ra việc ngoài tầm kiểm soát như vậy? Là do hắn bị gài bẫy. Hắn không thể ngờ rằng một nữ nhi sao có thể quỷ hoại được hắn. Ý của điện hạ là có những nữ nhi giống như viên ngọc bị phủ bụi vậy, vừa nhìn thoáng qua ngươi sẽ không để ý tới, nhưng một khi quan sát và tìm hiểu kỹ, ngươi sẽ nhận ra nàng ta thực sự hay ho và độc nhất. Giờ thì thần lại càng không hiểu, nữ nhi nào chứ? Nàng ta có thể nghĩ ra kế sách mà chẳng ai nghĩ ra được, và rồi chiếm được lòng hoàng thượng, sau đó hạ gục những kẻ dám cản đường nàng ta. Điện hạ đang nói tới An Bình quận chúa. Dù là quận chúa gần đây đang được chú ý nhiều, nhưng lại không được ai hậu thuẫn cả. Quận chúa chỉ có tiếng chứ không có miếng. So với Trường Lạc tiểu thư, đích nữ của Lý Thượng Thư, được sức dân gia hậu thuẫn, thì quận chúa chẳng là gì. Thượng thư đại nhân vì lẽ gì mà lại chịu gả Lý Thượng Lạc cho một hoàng tử không có quyền lực như Bản Dương chứ? Tuy nhiên với Lý Dị Ương thì mọi chuyện lại khác. Thiếu gia, thiếu gia, thiếu gia, thiếu gia, mau trốn đi, người tránh ra, tránh đường đi, tránh đường, thiếu gia, bắt hắn, tuân lệnh, các người đi đi, đi khỏi đây đi, đi khỏi đây, mau lên, bắt hắn đi, đi, Mẫn Phong, buông ra, mẫu thân, các người làm gì vậy? Hoàng thượng có lệnh, Lý Mẫn Phong lập tức bị lưu đày. Không có thánh chỉ, không được phép bước chân về Bình Thành. Bảo phụ thân năn nỉ hoàng thượng. Mẫn Phong, mẫu thân, mẫu thân, mẫn phong, mẫn phong, mẫn phong. Tiểu thư, Lý Mẫn Phong đã bị bắt rồi. Tử Yên phải chịu chết thê thảm quá, hắn đáng bị như vậy. Dù là vậy, những tủi nhục mà Tử Yên đã chịu vẫn không thể nào hồi lại được.
dù có phải làm trâu làm ngựa ở kiếp sau, Tử Yên cũng sẽ đền đáp tấm lòng của tiểu thư. Tiểu thư sẽ tha thứ cho Tử Yên chứ? Ta không trách ngươi. Ngươi nên nghỉ ngơi, lấy lại sức khỏe đã. Tử Yên, kẻ ra tay sát hại ngươi đã phải chịu hình phạt thích đáng rồi. Giờ thì ngươi có thể được an nghỉ rồi. Kiếp sau chúng ta lại là tỷ muội tốt. Kẻ nào đó, sao lại dám chặn xe của triều đình? Ta chỉ muốn tên Lý Mẫn Phong. Tấn công! Nữ hiệp xin tha mạng. Cô muốn gì? Ta sẽ cho cô. Cha ta là quan thượng thư, mẹ ta là người sức dân gia, nhà ta giàu lắm. Cô muốn gì cứ nói. Nữ hiệp xin tha mạng. Lý Mẫn Phong, ngươi dùng thủ đoạn đê tiện dù khống cho Đại Lương. Hôm nay ta sẽ lấy máu ngươi để cho những quan hồn đã khuất của Đại Lương. Không phải ta làm, thật sự không phải ta. Họ chết là do sức dân Nam giết. Mẫu thân ta đầu độc họ, cô muốn giết thì giết họ ấy. Cái gì? Sức dân Nhu chính là kẻ đã hạ độc vào lồng đèn sao? Bắt Lương công chúa, chẳng phải cô đã chết rồi sao? Ngươi là thứ tiểu nhân vô liêm sỉ, dám phản bội cả mẫu thân mình. Hôm nay ta sẽ lấy mạng ngươi để thay trời hành đạo. Lão gia, xin chàng hãy năn nỉ hoàng thượng đi. Mẫn Phong vốn trước giờ sống trong nhung lụa, nó bị lưu đày như vậy thì có khác gì giết nó đâu. Là do nó tự chuốc lấy. Trước đó nó đã bị cách chức rồi, nó nên tự biết hối lỗi. Vậy mà nó lại đi sinh chuyện. Giờ thì cả thành biết rồi, đến hoàng thượng cũng biết rồi. Thằng nghịch tử đó, nó làm ta hết sức mất mặt. Phụ thân, đại ca chẳng qua chỉ muốn cả con nữa. Còn nghĩ ta không biết con làm những gì ở sau lưng ta sao? Lão gia, Mẫn Phong là con trai duy nhất của chàng. Chàng đành lòng để con của mình chịu chết sao? Ta có thể làm được gì chứ? Nó là con trai duy nhất của ta, ta muốn nó chết hay sao? Nhưng thánh chỉ đã hạ rồi, ta dám kháng chỉ sao?
Lúc đó, không chỉ mỗi nó, mà cả Lý Gia đều phải chịu chết. Lý Gia chẳng sợ chết, nhưng sức Dương Gia thì không. Thiếp sẽ đem Mẫn Phong về lại đây. Nàng, nàng điên rồi sao? Là cô, Lý Dị Ương. Là do cô. Cô hủy hoại thanh danh con trai ta. Cô tự khiến cho hoàng thượng nổi giận với nó. Cô khiến nó bị lưu đày. Cô trả Mẫn Phong lại cho ta. Trả con cho ta. Đại bá mẫu, trả con lại đây. Đại bá mẫu, đại bá mẫu, bình tĩnh. Lão gia, lão gia không hay rồi. Đại thiếu gia đã, nó làm sao? Trên đường đi, đại thiếu gia bị kẻ khác giết rồi. Ngươi vừa nói gì? Bị giết rồi. Bị giết rồi sao? Mẫn Phong, phu nhân, mẫu thân. Dương tổ mẫu, phụ dương, tâm nhi theo tục lệ của Đại Lương, xin đến khấn với hai người đi. Lý Mẫn Phong, kẻ đã ra tay giết hại hai người, đã được thực thi công lý. Tuy vậy, cái chết của kẻ thù ta vẫn không khiến tâm nhi thấy vui được. Đó là bởi vì tâm nhi thấy nhớ hai người lắm. Phụ Dương, Tâm Nhi nhớ Phụ Dương lắm. Phụ Dương cũng nhớ Tâm Nhi. Phụ Hoàng, Dương tổ mẫu, có phải hai người đến gặp Tâm Nhi không? Lý Mẫn Phong bị giết, trên đường đi lưu đày, là do kẻ nào ra tay nhỉ? Dị Ương, có phải tỷ là người phơi bày cái chết của Tử Yên không? Phải, hắn ta đang phải chịu vậy. Tử Yên bị Lý Mẫn Phong tra tấn tới chết. Tỷ muốn Tử Yên được đích thân báo thù. Tỷ cũng mong sau đó nàng ấy sẽ yên nghỉ. Nhưng đại bá mẫu nhất định sẽ biết được chuyện này. Để e là đại bá mẫu đã nghi là tỷ làm. Đại bá mẫu rất tàn nhẫn. Để e là ngay từ đầu họ đã muốn tỷ chết rồi mà. Có bao giờ họ niệm tình cho tỷ đâu. Tỷ yên tâm, có để đây rồi. Kẻ nào dám làm hại tỷ, để sẽ không để yên cho họ đâu. Có để đệ kề bên bảo vệ thật là tốt. Phải rồi. Cho tỷ đấy, là quà chúc mừng tỷ trở thành An Bình quận chúa. Có phải do đệ tự tay làm không? Chắc tỷ thấy nó xấu lắm. Đệ khắc nó theo khuôn mặt của tỷ đấy. Đệ không nói được câu nào hay ho sao? Sao không thích à? Không thích thì trả lại đây. Có ai tặng quà rồi còn đòi lại không? Nhưng cũng lâu rồi, tỷ chưa được ai cho quà. Đa tạ đệ, Mận Đức. Tỷ thích nó lắm. Vậy thì tốt. Thượng thư phủ. Mm-hmm.
Ha ha ha.